Sáu cặp con giáp lấy nhau là nghèo sơ xác, khó khăn ập đến, khổ sở suốt cuộc đời. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, từ xưa dân gian ta vẫn có câu: tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Đó là câu nói dân gian về duyên phận, duyên sinh. Gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết nhau với nhau ấy thì bởi chữ nợ. Bên cạnh đó, có những cặp vợ chồng chỉ lấy nhau được một vài năm đã hết duyên, cạn tình, cạn nghĩa. Ngoài những cái nguyên nhân như bạn thuộc con giáp nào, tứ hành xung hay là rơi vào cặp tứ hành xung hay là hột xung mình phá hại gì đó, thì theo quan niệm tử vi, đã có một số cặp đôi rất xung khắc với nhau. Từ chuyện hôn nhân gia đình cho đến chuyện sự nghiệp, đây là những con giáp rất xung khắc về con đường tình duyên. Khi đến với nhau rất dễ bị tan cửa nát nhà, sống cuộc đời nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sáu cặp con giáp lấy nhau là nghèo sơ xác, khó khăn ập đến, khổ sở suốt cuộc đời. Cặp đầu tiên mà chúng ta xét đến đó là những người cặp tuổi Tý và tuổi Ngọ, đúng không ạ? Tý và Ngọ. Quý vị thân mến, nằm trong cái bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu, nên những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ được các cụ khuyên là không nên lấy nhau. Đấy. Không chỉ vậy, những người tuổi Tý có thói quen là hay suy tính thiệt hơn và rất nhạy cảm. Trong khi đó, những người tuổi Ngọ lại rất hào phóng, hết lòng giúp đỡ người khác. Tiền bạc đối với những người tuổi Ngọ chỉ là phù du. Vì vậy, khi những người tuổi Tý mà kết hợp với những người tuổi Ngọ với nhau ấy, thì những người tuổi Ngọ sẽ khiến cho đối phương cảm thấy là khó chịu. Chưa hết, những người tuổi Ngọ hầu như đều là có nhu cầu sống độc lập, thích bay nhảy, ưa sự di chuyển. Trong khi đó, những người tuổi Tý lại luôn gì cần có nhu cầu tìm hiểu, kiểm soát đối phương. Nên khi cặp đôi này kết hợp với nhau, về lâu dài thì những người tuổi Ngọ có thể cảm thấy là bị bế tắc, bị tù túng trong cái mối quan hệ nào đó. Từ đó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn giữa hai người, cuộc sống hôn nhân khó lòng mà bền chặt được. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ thì đều là những người cố chấp, có cái tôi cá nhân cao. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn thì mỗi người một ý kiến, không ai chịu nhường ai, sẽ khiến cho mâu thuẫn được đẩy lên cao trào đỉnh điểm. Hạnh phúc gia đình không sớm thì muộn cũng sẽ dễ dàng bị tan vỡ. Đó là cặp đầu tiên mà được khuyên là không nên lấy nhau. Cặp thứ hai mà được các cụ khuyên là không nên lấy nhau, dễ bị tan đàn xẻ nghé, đó chính là những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, hai con giáp này, những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi ấy, thì dường như là đối lập nhau về bản chất và hoàn toàn khác nhau. Trong khi những người tuổi Mùi mộng mơ và hơi lập dị, thì những người tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những cái điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn, như những người tuổi Mùi cho rằng cái sự bảo thủ và cái sự thực tế của những người tuổi Sửu đã hạn chế cái khả năng của họ. Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại cảm thấy những người tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Những người tuổi Sửu có thể nói là một trong những người chính chuyên, khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Và họ là những người chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên. Họ luôn đòi hỏi bản thân và người bạn đời của mình lao động làm việc không ngừng để đời con cháu được hưởng cái phúc phần. Bên cạnh đó, ngược lại với những người tuổi Sửu thì những người tuổi Mùi ấy, lại là những người mà không phải là tuýp người có trách nhiệm, thường là những người có tính ỷ lại, thậm chí là dựa dẫm vào người khác, hay tính toán một cách thiệt hơn. Khi kết hợp hai tuổi này lại với nhau thì có thể như gì, như cái nam châm trái dấu. Bởi rất có thể những người tuổi Sửu muốn được che chở bao bọc cho những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, cái mối quan hệ này nếu mà duy trì lâu dài sẽ khiến cảm thấy hai người mệt mỏi và nảy sinh ra rất nhiều cái mâu thuẫn, cả về cái quan niệm sống cũng như là gì, lẫn cách thức làm việc. Đó. Vậy nên, các cụ vẫn khuyên là tuổi Sửu và tuổi Mùi là cũng không nên lấy nhau. Như vậy là trong trường hợp mà lấy nhau rồi, lỡ lấy nhau rồi thì quý vị cũng cần phải có cách hóa giải. Một là quý vị chọn những cái tuổi tam hợp hoặc nhị hợp, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này thì quý vị có thể đẻ con tuổi tỵ hoặc là gì, tuổi dậu. Đó. Với những, hoặc là những người tuổi Mùi thì có thể kết hợp với những người tuổi Ngọ. Đấy. Sinh con tuổi Ngọ để được Ngọ Mùi hợp thì sẽ không xung với Sửu nữa. Hoặc là gì, những người tuổi Sửu thì đẻ con tuổi Tý, đúng không ạ? Tý Sửu hợp thì sẽ không xung với Mùi nữa. Đó là cách hóa giải. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu ấy thì hãy luôn nhớ là sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống.
Nó sẽ sử dụng cái cát khí của tăng hợp giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, trong tình cảm, từ đó sẽ giúp cho gia đình được yên ấm, hòa thuận hơn. Tiếp theo là những người tuổi Mùi ấy, thì hãy sử dụng một cái vòng tăng hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng về vận may, về tiền bạc và tài lộc cho mình. Đó là cái cặp đôi thứ hai mà được khuyên là không nên lấy nhau. Tiếp theo, cặp con giáp thứ ba mà được khuyên là không nên lấy nhau thì đó là những người tuổi Dần và những người tuổi Thân, đúng không ạ? Dần và Thân. Thưa quý vị, cái mối quan hệ giữa người tuổi Dần và những người tuổi Thân giống như hai đường thẳng song song, không có đường chung. Cuộc sống vợ chồng dễ rơi vào tình trạng là nhàm chán và bất đồng quan điểm. Cái nguyên nhân là do hai con giáp này đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân lại quá cao. Vì vậy, khi cả hai mà kết hợp với nhau ấy, thì những người tuổi Thân sẽ nảy sinh ra cái sự đố kỵ, không cam lòng với những người tuổi, với những người tuổi Dần. Trong khi đó, những người tuổi Dần sẽ cảm thấy những người tuổi Thân nhỏ mọn và rất là phù phiếm. Hay những người tuổi Thân lại coi những người tuổi Dần là kẻ thích làm bề trên hay lên mặt dạy đời. Còn trong mắt của những người tuổi Dần thì những người tuổi Thân ấy là một kẻ lông bông ham chơi, chỉ thích đua đòi. Bên cạnh đó, cả hai đều chạy theo cái sở thích riêng của mình. Những người tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, dễ chịu. Trong khi những người tuổi Dần lại thích tự do. Nếu tuổi Dần và những người tuổi Thân mà kết hôn cùng với nhau ấy, thì cả hai con giáp này sẽ rất khó có thể gắn kết cùng nhau. Khi vợ chồng không đồng lòng ấy, thì chắc chắn họ sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở trong cuộc sống. Đặc biệt, cái kết của họ là có thể là gì? Dễ dẫn đến chuyện chia ly, mỗi người một nơi. Đấy. Vậy nên những người tuổi Dần và những người tuổi Thân trong trường hợp này cũng cần phải hóa giải bằng cách là gì? Quý vị sẽ chọn tuổi hợp để sinh con, đẻ cái hoặc là gì? Nhận con nuôi. Những người tuổi Dần đấy, Dần và Thân chung nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái quan hệ ngũ hành để hóa giải, đúng không? Trong quan hệ ngũ hành thì để tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc. Chúng tức là gì? Nó thích đi hợp hơn đi xung, thích đi sinh hơn là đi khắc. Thì trong trường hợp cặp Dần Thân ấy, thì chúng ta cũng có thể chọn gì? Chọn đối tác để con là những người tuổi Tỵ hoặc là tuổi Hợi. Khi đó là gì? Dần Hợi hợp thì sẽ không xung với Thân nữa, mà Thân Tỵ là hợp thì sẽ không xung với Dần nữa. Đó là cặp thứ ba mà chúng ta sẽ đến. Tiếp theo, cặp thứ tư mà chúng ta sẽ đến là những con giáp không nên đến với nhau, đó chính là tuổi Mão và tuổi Dậu. Thưa quý vị, khi trở thành một cặp uyên ương thì tuổi Mão và tuổi Dậu khó mà hài lòng được với nhau, bởi cái tính cách của hai con giáp này là hoàn toàn trái ngược nhau. Những người tuổi Mão thường đưa ra cái ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi mà giải quyết các vấn đề thực tế. Trong khi đó, những người tuổi Dậu lại là những người đòi hỏi cái sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là những người khá là đoảng. Còn trong mắt của những người tuổi Mão thì những người tuổi Dậu thì thường là những người hay đòi hỏi quá cao và hay chê bai người khác. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão thường là những người có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc và không thích phải đảm trách cái nhiệm vụ. Ngược lại thì những người tuổi Dậu lại là những người khá cầu toàn, nên tuổi Mão khó lòng đáp ứng được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn của những người tuổi Dậu đề ra. Nếu một cuộc chấp đến với nhau ấy, càng về lâu dài thì các cặp đôi này càng cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thậm chí có thể là dẫn đến chuyện là đường ai nấy đi. Vậy nên những người tuổi Mão và những người tuổi Dậu ấy, trong thời gian này nếu mà kết hợp với nhau ấy, thì chúng ta sẽ để sử dụng cái quan hệ nhị hợp, tam hợp để hóa giải, đúng không ạ? Những người tuổi Mão thì có thể là gì? Mão và Dậu đến nhau thì chúng ta có thể sinh con tuổi Thìn, hoặc là nhận con nuôi tuổi Thìn, hoặc là chọn những người tuổi Thìn để hóa giải. Đó. Khi đó Mão và gì? Thìn và Dậu hợp thì sẽ không xung Mão nữa. Và gì? Mão và Tuất hợp thì sẽ không xung với gì? Không xung với Dậu nữa. Đó. Đó là cái cách hóa giải. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn những người tuổi Dậu sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để hóa giải những xung khắc, những thị phi trong cuộc sống. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là cặp thứ tư. Tiếp theo, cặp thứ năm chúng ta xem là cặp đôi là Thìn Tuất, đúng không ạ? Cặp Thìn Tuất thì những người tuổi Thìn và tuổi Tuất cũng nằm trong bộ tứ hành xung là Thìn Tuất Sửu Mùi, nên những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất không nên thành đôi với nhau. Người tuổi Thìn thì rất mạnh mẽ và quyết đoán,
nhưng cũng khá là gia trưởng, thích thị uy với người khác, không thích chấp nhận bị xem nhẹ. Trong khi đó, những người tuổi Tuất lại là những người trung thực, không thích to tiếng hay làm theo lệnh của người khác. Vì vậy, cái lối suy nghĩ áp đặt độc đoán của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho những người tuổi Tuất cảm thấy khó chịu và tù túng. Không chỉ vậy, những người tuổi Tuất lại khá nhạy cảm trong cái chuyện tình cảm, thường tận hưởng cái cảm giác cô đơn để lấy lại cái cảm giác cân bằng. Tuy nhiên, trong mắt của những người tuổi Thìn ấy, thì những người tuổi Tuất lại là những người quá đa sầu đa cảm, ướt át đến mức khó chịu, khó chấp nhận được. Chính vì cái tính cách trái dấu này mà hai con giáp khó lòng có thể hòa hợp được với nhau. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn lại rất giỏi giao tiếp và có rất nhiều cái mối quan hệ ngoài luồng, và thường họ sẽ ưu tiên đặt cái sự nghiệp của mình lên trên cái chuyện tình cảm gia đình. Những người tuổi Tuất thì tuy không giỏi giao tiếp nhưng lại rất biết cách chăm sóc gia đình. Nhưng bản tính của những người tuổi Tuất ấy lại hay ghen và đa nghi. Nếu mà sánh đôi cùng những người tuổi Thìn thì cả hai sẽ cảm thấy vô cùng là mệt mỏi do cái bản tính đa nghi, thích kiểm soát đối phương của những người tuổi Tuất. Khi lòng tin giữa hai người không còn thì sẽ xuất hiện cái vết rạn nứt trong chuyện tình cảm, và chắc chắn trong cái mối quan hệ này thì cái chuyện tan vỡ là điều khó có thể tránh khỏi được. Vậy nên nếu những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất mà lẫn lấy nhau ấy, thì chúng ta cũng sẽ cần phải hóa giải đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng cục diện nhị hợp hoặc tam hợp để hóa giải trong quan hệ của địa chi ấy, đúng không ạ? Nó quan hệ là tam hợp quyên xung, tam sinh kỷ khắc. Những người tuổi Thìn mà lấy những người tuổi Tuất thì nên để con tuổi Dậu, thì khi đó Thìn Dậu hợp thì sẽ không xung Tuất nữa, đúng không? Hoặc là để con tuổi Mão thì Mão Tuất hợp thì sẽ không xung với Thìn nữa. Đó là cách hóa giải. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tứ Thìn. Còn những người tuổi Tuất thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là cặp thứ 5. Và cuối cùng chúng ta có cặp thứ 6, đó là những người tuổi Tỵ và những người tuổi Hợi. Bản tính của những người tuổi Tỵ thì là những người mà trong nóng ngoài lạnh, thường đưa ra những ý kiến chủ quan và hay nói vòng vo mà không đi thẳng vào vấn đề. Trong khi đó, những người tuổi Hợi lại là típ người mà thẳng thắn, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, cái cuộc nói chuyện của hai người, hai con giáp này thiếu có tính xây dựng cho nhau. Cách nói vòng vo tam quốc của những người tuổi Tỵ sẽ khiến cho những người tuổi Hợi cảm thấy tức tối, khó chịu. Thì ngoài ra, những người tuổi Tỵ còn rất hay ghen, tuông mù quáng và cảm thấy bất an trong cái mối quan hệ tình yêu. Còn những người tuổi Hợi khi yêu ấy, thì họ thường trung thành, trung thủy với cái tình yêu của mình. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Hợi lại hay giữ cái bí mật riêng tư cho riêng mình, và điều này luôn làm cho những người tuổi Tỵ nghi ngờ. Trong tình yêu, nếu mà luôn phát sinh cái sự nghi ngờ lẫn nhau ấy, thì chắc chắn cái chuyện tình đó đẹp đến đâu cũng sẽ dẫn đến cái dấu chấm hết. Đó. Vậy nên những người tuổi Tỵ và những người tuổi Hợi thì được khuyên là không nên đến với nhau. Đó. Trong trường hợp mà lẫn đến với nhau rồi thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái cục diện là hợp để hóa, đúng không ạ? Ngũ hành thì tham hợp quyên xung, tham sinh kỵ khắc. Vậy nên nếu những người tuổi Tỵ mà lấy những người tuổi Hợi ấy, thì chúng ta có thể đẻ con tuổi Dần hoặc tuổi Thân để hóa giải, đúng không? Khi đó Dần Hợi, Dần mới Hợi là hợp thì không còn xung với Tỵ nữa, và Tỵ Thân hợp thì sẽ không xung với Hợi nữa. Đó là cách hóa giải. Bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái vật phẩm tam hợp để hóa giải. Ví dụ như những người tuổi Tỵ lấy tuổi Hợi, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Tỵ thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Còn những người tuổi Hợi sẽ mang bên mình cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để hóa giải những xung khắc tự phi, mang lại cái may mắn trong chuyện tình duyên của mình. Thưa quý vị, nếu chuyện vợ chồng mà không hợp tuổi như những con giáp ở trên ấy, thì cả đời sẽ gặp nhiều cái vận xui, như là làm ăn thì không thể phát lên được, gặp hạn trên đường con cái, thậm chí là tuổi thọ đôi khi cũng sẽ bị giảm sút. Ngược lại, nếu vợ chồng mà hợp tuổi hợp mệnh thì cuộc sống hôn nhân của họ sẽ được yên ấm, làm ăn thì cũng sẽ phát đạt, con cái thì cũng ngoan ngoãn, thông minh học giỏi và sớm thành đạt. Vậy thì ngoài những cặp đôi xung khắc này ra thì những tuổi nào khi lấy nhau thì được may mắn trọn đời, ở bên nhau sẽ được hưởng giàu sang phú quý? Đó là 6 cặp đôi sau đây. Xin mời quý vị cùng tham khảo để chọn cho mình được những cái bạn đời như ý.
6 cặp con giáp cứ lấy nhau là xác định hạnh phúc, giàu có cả đời. Cặp đầu tiên chúng ta xét đó là cặp tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ và tuổi Dần. Dần và Ngọ được gì? Thì nằm trong bộ là bán tam hợp là Dần Ngọ Tuất. À, trong số các cặp con giáp thì những người tuổi Ngọ và những người tuổi Dần được xem là cặp con giáp khá lý tưởng. Dù trong mối quan hệ nào thì những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ luôn có sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Cái bản tính trời sinh của những người tuổi Ngọ là những người thích ngao du, thích thoải mái, thích tự do và không thích lo nghĩ quá nhiều. Nhưng bên trong lại có trách nhiệm và vô cùng là nghiêm túc với công việc của mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần là những người luôn cầu tiến, có ý chí và luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để đạt được cái điều mà mình mong muốn. À, chính vì vậy, cả hai đều có chung một cái lý tưởng và cố gắng cùng nhau để thay đổi cái cuộc sống, xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc yên ấm. À, có thể nói rằng nếu mà lấy nhau thì những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng đạt được cái sự giàu có về vật chất, hạnh phúc về mặt tinh thần. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm hạnh phúc cho những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ ấy, thì các bạn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất sử dụng cái cát khí của tam hợp sẽ giúp cho những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ có được một cái cuộc sống bình yên và viên mãn hơn. Bên cạnh đó, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được cát khí tam hợp nó trợ lực, nó giúp cho hòa hợp các mối quan hệ vợ chồng, các mối quan hệ trong cái chuyện gia đình. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ hóa giải những xung khắc, những thị phi và mang lại cái hạnh phúc, mang lại cái sự thịnh vượng cho những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ trong thời gian này. À, bên cạnh đó, vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật phẩm phong thủy này nhé. Cặp thứ hai chúng ta cùng xét đó là cặp tuổi Thân và tuổi Thìn, và những người tuổi Thân. À, Thân Thìn theo cái quan hệ 12 con giáp thì đó là cặp bán tam hợp là Thân Tí Thìn. Đó. À, thưa quý vị, theo tử vi học có nói thì cái tính cách của những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn khá là khác biệt nhau. Nhưng khi kết hợp với nhau, họ lại đặc biệt gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Những người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ, tự lực, tự cường và thường không thích những cái người nhu nhược, yếu đuối. Trong khi đó, những người tuổi Thân lại là những người mà thẳng thắn, trung thực. Họ luôn biết nghĩ cho người khác và luôn thấu đáo trong mọi chuyện. À, chính vì thế, những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn khi kết hợp với nhau về một nhà thì họ sẽ dễ dàng giải quyết được mọi khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Cái sự nhẹ nhàng của những người tuổi Thân sẽ kìm bớt cái tính nóng nảy, vội vàng của những người tuổi Thìn. Nhờ vậy mà mọi việc dần trở nên được suôn sẻ hơn, hanh thông hơn, thuận lợi hơn. À, trước khi kết hôn thì có thể hai tuổi này còn nghèo khó, nhưng sau khi nếu mà kết hôn rồi thì họ luôn sát cánh bên nhau, đồng lòng chung sức, xây dựng kết hợp ăn ý tuyệt vời. Họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng nên cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tài vận của họ thì ngày càng được một dồi dào và phong phú hơn. Vậy nên với những người tuổi Thìn và tuổi Thân, khi kết hợp với nhau thì quý vị hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc, tài lộc và duy trì tốt cái hạnh phúc mà mình đang có. Đó là cặp thứ hai. À, tiếp theo cặp thứ ba chúng ta xét đó là cặp tuổi Sửu và những người tuổi Dậu. Dậu và Sửu thì Dậu và Sửu nằm trong bộ tam hợp Tị Dậu Sửu, khi mà kết hợp với nhau sẽ tạo thành một cái cặp đôi có tình cảm sâu sắc khó ai sánh bằng. Cái điều này có được là do cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người cần mẫn, chăm chỉ làm việc và sống chân thành tử tế với hầu hết mọi người. À, những người tuổi Dậu và những người tuổi Sửu thường không phải là xuất thân trong gia đình giàu sang phú quý, nên là họ luôn hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Họ luôn biết được là chỉ có cách làm thì mới có ăn, có làm thì mới có ăn. Nên là họ trân trọng cái sức lao động và trân trọng cái đồng tiền mà mình làm được. Bên cạnh đó, cả hai tuổi này đều có thể có ý chí cầu tiến, muốn hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, gây dựng cái cuộc sống ổn định và vững chắc. Chính vì thế, nếu trở thành cặp phu thê thì những người tuổi Sửu và những người tuổi Dậu thì họ sẽ có trách nhiệm với đối phương. À, cái sự chăm chỉ của những người tuổi Dậu kết hợp với sự ổn định của những người tuổi Sửu sẽ tạo nên một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, sung túc và viên mãn. Nếu chăm chỉ làm ăn thì cặp vợ chồng tuổi Dậu và tuổi Sửu có thể tích lũy được một khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn đến hết cuộc đời. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Sửu và tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân
Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cặp thứ tư, đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Hợi. Tý và Hợi đúng không? Tuổi Tý và tuổi Hợi được cái bộ tam hội là Hợi Tý Sửu. Đó. Tý và Hợi cũng là một trong những cặp quan giáp vô cùng hợp nhau để trở thành phu thê. Chính là những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý. Đấy. Trời sinh những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý là những người nhu mì nhân hậu, luôn thấu hiểu cho những người khác. Ngược lại, những người tuổi Tý là những người bộc trực, thẳng thắn, thực tế và rõ ràng. Phân định rõ ràng, rạch ròi đen trắng. À, khác nhau như vậy, nhưng mà những người tuổi Tý và những người tuổi Hợi lại vô cùng hợp nhau để trở thành các cặp vợ chồng. Họ chính là một cặp đôi hoàn hảo, có thể bù trừ cho nhau mọi thứ và có khả năng xây dựng được các gia đình hạnh phúc, yên ấm, viên mãn về sau, khó ai sánh bằng. Do cái bản tính lương thiện, những người tuổi Hợi thường được trời ban cho nhiều phúc đức, làm việc gì thì cũng dễ gặp may mắn và được thần tài chiếu cố. Trong khi đó, những người tuổi Tý lại là những người thông minh, biết kiếm tiền, vừa biết quản lý tài chính. Đấy. À, cũng như là gì? Giỏi đối nhân xử thế. Chính vì vậy, nếu mà cùng xây dựng gia đình, thì những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý sẽ tạo dựng được một cuộc hôn nhân hoàn hảo và hài hòa. Hậu vận thì sẽ được viên mãn hạnh phúc và không biết nghèo khổ là gì. Vậy nên để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Còn những người tuổi Tý sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là cặp thứ tư. Tiếp theo cặp thứ năm chúng ta xét đó là những người tuổi Mão và những người tuổi Tuất. Mão Tuất được cục diện là gì? Là nhị hợp. Nhưng người ta hay nói là ghét nhau như chó mèo. Nhưng mà trong tử vi học ấy, Tuất và Mão lại là cục diện là tương hợp. Đấy, hợp nhau đến không ngờ được. Trời sinh những người tuổi Mão là những người mà điềm đạm, thấu đáo, luôn đặt cái tình cảm lên trên cái lý trí. Những người tuổi Tuất thì ngược lại, họ chân thành từ trong tâm hồn, không dĩ hòa với quý và yêu ghét rõ ràng. Tử vi học có nói, tuổi Tuất và tuổi Mão được sinh ra là có số mệnh phu thê. Một khi mà ở bên nhau ấy, thì gần như là cái chuyện gì cũng may mắn, suôn sẻ và thuận lợi. Tuổi Mão có thể tìm được cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh những người tuổi Tuất. Ở trong khi đó, những người tuổi Tuất có thể kìm được cái sự nóng giận và tìm thấy cái sự bình yên của mình khi mà ở bên cạnh những người tuổi Mão. Thì cũng giống như cặp tuổi Tý và tuổi Hợi, thì hai con giáp này luôn bù trừ cho nhau về mọi mặt. Đặc biệt là nếu cùng nhau ở chung một nhà thì gia đạo không những được an yên thịnh vượng mà còn dễ giàu sang phú quý, khiến cho mọi người phải ghen tị. Càng sống bên nhau lâu dài thì càng không thể tách rời, cả đời không phải lo chuyện thiếu tiền bạc. Hạnh phúc thì ngập tràn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ cái cặp Mão Tuất này. Đấy. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì cái cặp này những người tuổi Tuất nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, còn những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc cho mình. Đó là cặp thứ 5. Tiếp theo chúng ta xét đến cặp thứ 6 là những người tuổi Tỵ và những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, Tỵ và Mùi thì được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Trời sinh những người tuổi Tỵ là những người duyên dáng, gợi cảm, nhưng bản tính của họ lại hay ghen tuông. Nếu mà kết hợp với tuổi khác có thể sẽ rất dễ xảy ra những mâu thuẫn, những xích mích. Nhưng nếu mà đứng cạnh những người tuổi Mùi lại rất là hợp nhau. Sở dĩ như vậy bởi vì tuổi Mùi là những người mà thích được người khác đánh giá cao. Thế nên tính thích sở hữu của những người tuổi Tỵ lại khiến cho những người tuổi Mùi nâng cao cái tính tự tôn, vì cho rằng đó là cách thể hiện cái tình yêu nồng nàn với của những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, với cái sự mềm mại, mềm mỏng và hiền lành của những người tuổi Mùi, họ sẽ rất thích hợp để ở bên cạnh những người đóng đảnh như những người tuổi Tỵ. Chính vì thế, Tỵ và Mùi trở thành cặp đôi lý tưởng, vợ chồng hoàn hảo, ăn ý với nhau và sẽ có được cái cuộc sống viên mãn, cùng nhau lao động và tích lũy của cải cho tương lai hạnh phúc và bền lâu hơn. Đó là cặp đôi tiếp theo. Vậy nên những người tuổi Tỵ và những người tuổi Mùi khi kết hợp với nhau ấy, quý vị cũng hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Tỵ thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu, còn những người tuổi Mùi thì sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi quý vị thỉnh vòng hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh và giờ sinh để được xem đúng cái tuổi của mình. Khi đó vật phẩm nó sẽ phát huy được công năng tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những thị phi xung sát cho quý vị. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn, mang lại cái hạnh phúc cho mình.
À, quý vị thân mến, trên đây là các cặp vợ chồng mà Tử Vi khuyên là nên đến với nhau. À, tuy nhiên, nếu các bạn đã yêu thương nhau thật lòng ấy, thì hãy nắm bắt lấy cái cơ hội để gì vượt qua cái giông bão này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.